Kính thưa quý vị, phần múa lân rộn ràng vừa rồi của đoàn lân nhân dũng đoàn dưới sự tài trợ của tiệm vàng Mỹ Kim Jewelry thành phố Westminster đã mở đầu cho chương trình lễ hội đón mừng trăng rằm và trung thu hôm nay. Chú Cụi Phạm Khanh và Hằng Nga Nina xin chào mừng tất cả quý vị quan khách và bà con đồng hương và tất cả các em có mặt trong chương trình lễ hội hôm nay. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay là một chương trình thật đặc biệt mà quý vị sẽ thấy tất cả sứ ngôn viên và MC của đài Lido Sài Gòn TV sẽ hóa thân thành những chú cụi, chị Hằng để đem đến cho quý vị những hình ảnh, những kỷ niệm gợi nhớ về không khí và truyền thống đón mừng trăng rằm và trung thu của người Việt Nam. Và đó cũng là những kỷ niệm của thời ấu thơ mà Nina tin chắc chắn rằng là tất cả những ai có mặt ngày ở đây ngày hôm nay cũng giống như quý vị đang theo dõi chương trình của Lido Sài Gòn TV cũng có những cái ngoài niệm về những cái tuổi thơ có Nina, Phạm Khanh ý ới gọi nhau để mà rủ nhau đi đón lồng đèn và anh Phạm Khanh còn nhớ là vào những cái đêm trăng trung thu đó thì những cái nơi mà sáng nhất, nhiều nhất là những cái nơi được đốt những cái lồng đèn với đầy đủ những cái màu sắc và đặc biệt là những cái lồng đèn mà tỏa sáng giống như là những cái chiếc lon mà chúng ta đã đục lỗ rồi bỏ cái đèn cầy lên rồi xoay xoay để tạo thành những ngôi sao cho cái đêm đón trung thu càng thêm sinh động và hào hứng. Và thưa quý vị, thêm vào đó, đó là hình ảnh những mâm cỗ, những cái bánh dẻo, bánh nướng và những tách trà đầm ấm sẽ được thể hiện trong chương trình ngày hôm nay trong lễ hội đón mừng trung thu và trăng rằm do Lido Sài Gòn TV phối hợp với Thương xá Phước Lộc Thọ tổ chức. Một lần nữa, Nina, Phạm Khanh xin chào mừng tất cả quý vị quan khách và các em đến tham dự chương trình lễ hội hôm nay. Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi bắt đầu từ bây giờ cho tới 9 giờ tối nên tất cả quý vị có thể rủ thêm bạn bè, gia đình để hãy cùng với Lido Sài Gòn TV, Thương xá Phước Lộc Thọ, Sở Cảnh sát Westminster đón được một mùa lễ Tết thiếu nhi, Tết Trung Thu thật trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho gia đình, cho các em của chúng ta. Và kính thưa quý vị, để có được ngày vui hôm nay, có được một buổi văn nghệ thật đặc sắc đón mừng Trung Thu và trăng rằm, chúng tôi không thể nào quên được sự tài trợ giúp đỡ cũng như là hỗ trợ của Ban Quản lý Thương xá Phước Lộc Thọ thành phố Westminster cũng như là Sở Cảnh sát thành phố Westminster và tất cả những nhà tài trợ, bảo trợ đã hỗ trợ cho chúng tôi thực hiện chương trình hôm nay. Và bên cạnh đó thì khi quý vị ghé đến chương trình lễ hội Trung Thu với chúng tôi thì chúng tôi sẽ có miễn phí chụp hình với Hằng Nga chú Cụi, sẽ có phát lồng đèn cho các em ở Lido Sài Gòn TV Booth ở trước sân khấu và còn rất nhiều những cái chương trình đặc biệt giống như những cái trò chơi của các em Jumper Slider cũng có tại chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, liên tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần trình diễn võ thuật của đoàn lân nhân dũng đoàn. Và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho các em. Thank you.
Thưa vị, thế vừa rồi đó là màn biểu diễn võ thuật của các em võ sinh thuộc đoàn Lân Nhân Dũng Đoàn. Xin vị cho các em một tràng pháo tay thật lớn. Và thưa vị, như chúng tôi nói đó thì chương trình ngày hôm nay sẽ khó mà thực hiện nếu không có sự góp mặt, đóng góp cũng như là hỗ trợ về vấn đề tài chính của những cơ sở thương mại mà chúng tôi sẽ xướng danh sau đây. Đầu tiên thì Nina cũng giống như là ban tổ chức của Little Sài Gòn TV xin được cảm ơn đến Southern California Gas Company. Và ngoài ra chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ của West Coast Surgical, Garden Grove Convalescent Home, cũng như là Pacific Marble and Tile Corporation, Pine Brook Acupuncture, SC Lignical Resort, Huy Ký Bakery, cũng như là ProCare Pharmacy, Tổ hợp Y tế Family Choice, và cũng được sự hỗ trợ của bác sĩ Như Trương MD, K&P Dental, và studio chụp hình Kim Hoa Lư, Kiên Giang Bakery, và hiệu bánh trung thu Đông Hưng Viên, Princess Lifestyle, và chúng tôi còn nhận được sự tài trợ của Pechanga Resort and Casino, Mỹ Hiệp Bakery, cũng như là Hoa hậu Kiều Diễm với nhãn hiệu Marico Cosmetics và Lee. Ngoài ra chúng tôi còn nhận được sự tài trợ của Good Day Insurance, Phát Tài Cargo and Money Transfer, và đặc biệt có sự biểu diễn và hỗ trợ của Đoàn Lân Nhân Dũng Đoàn với sự tài trợ của tiệm vàng Mỹ Kim thành phố Westminster, Asian American International Beauty College, và Thẩm Mỹ Hoài Anh Cali, Go Page Media, và cuối cùng là sự tài trợ của Dr. James Trương OD Eye Care Automotive thành phố Fan Valley. Xin quý vị một lần nữa cho tất cả những nhà tài trợ bảo trợ ngày hôm nay một tràng pháo tay thật lớn.